Em xin chào các bác, em ở bên Lương Âm Thanh, Lương Audio thì bên em chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái mẫu model hàng khác nhau thì về lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Thì thưa các bác là hôm nay thì là một cái video ngắn giới thiệu nhanh cho các bác là cái bộ mic không dây đến từ thương hiệu là DB Acoustic và mã sản phẩm của con này là con 452 la mã các bác nhé. Đây là bao bì đóng gói của sản phẩm. Thì thưa các bác là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, thành ra chủng loại model hàng thì có rất là nhiều những cái model để phục vụ các bác. Thấy đây là những cái dòng của loa full rồi cục đẩy công suất rồi những cái dòng vang cơ vang số, rất nhiều những cái mẫu hàng để phục vụ các bác. Thì thưa các bác là trên thị trường thì ở tại thị trường Việt Nam thì hiện giờ và 2-3 năm gần đây thì đang rất là hot, đó là thương hiệu DB Acoustic, là một cái thương hiệu mà cung cấp những cái thiết bị mà âm thanh hát karaoke và được người dùng đánh giá rất là cao về chất lượng hàng. Thì đây DB Acoustic là một cái thương hiệu được design bởi đội ngũ thiết kế ở châu Âu, và những cái sản phẩm của DB Acoustic khi mà đưa ra thị trường ấy thì với cái phong thái của thiết kế của châu Âu thì nhìn trông nó rất là sang trọng, và cái mạch thiết kế cũng như là cái linh kiện cũng như là cái kiểu dáng và cái chất lượng hàng thì theo cái tiêu chuẩn của người châu Âu, thành ra chất lượng rất là ok. Và cái mã mic không dây là DB 452 la mã là một cái dòng sản phẩm mic không dây bán rất là chạy ở trên thị trường. Ở đây thì em đã đưa cái sản phẩm chính ra, đây là cái đầu thu các bác nhé, đây là cái đầu thu của sản phẩm này. Tiếp đến ở bên trong cái hộp ở đây, đây là một số những cái thông tin của bên đơn vị nhập khẩu, vì đây là cái hàng nhập khẩu. Ở bên đây thì nó là cái mã đó là 452 la mã. Ở bên trong cái sản phẩm ở đây thì sẽ có hai cái tai mic, và hai cái tai mic thì nó sẽ có cái màu trắng ngả vàng đây. Đây. Và cái nước sơn ở đây thì rất là bóng bẩy, rất là đẹp ở đây. Bên trong ở đây nữa thì là sẽ có một cái cục nguồn adapter này 12V, và cái cục nguồn này là cục nguồn điện giải rộng thì các bác có thể là cắm ở nhiều khu vực điện áp khác nhau, và điện yếu hay dù điện nó có chập chờn thì cái cục nguồn này thì đầu ra của nó vẫn ổn định ở 12V, vì này là cái nguồn automatic các bác nhé. Đây là cái dây 6 ly 2 đầu để các bác cắm đầu thu với cả vang cơ vang số hoặc là âm ly, và đây là cái hai cái chống lăn, hai cao su chống lăn, và kèm ở bên trong thì là hai đôi pin sử dụng một lần. Đôi pin này cũng là pin tốt nhưng mà dạng nó pin sử dụng một lần. Đây là một quyển sách hướng dẫn sử dụng các bác nhé, của mã 450 hay là mã. Thì đây là cái video mà test hàng khi mà có một bác khách, bác ấy vào, bác ấy lấy mic thì em tiện ở đây thì em cũng thứ nhất là test hàng trước khi gửi đi cho khách hàng, và thứ hai là cũng là giới thiệu cho các bác nhanh về cái dòng sản phẩm này. Thì với DB Acoustic là bên em là bên đại lý phân phối, thành ra tất cả những cái chủng loại hàng model hàng của DB thì bên em rất là sẵn. Ví dụ ở đây là những cái dòng mic là 550 hay là mã này. Ở đây là những cái dòng mic đây là cái mã, đây là 350 Plus này. Đấy, và rất nhiều những cái mã hàng khác của DB Acoustic thì bên em đều sẵn các bác nhé. Ở đây thì em sẽ lắp ráp cái bộ này vào để các bác sẽ thưởng thức cái chất âm của cái con bộ mic không dây này. Đây các bác sẽ quay qua một lượt với cái sản phẩm này. Thưa các bác, đây là cái cục nguồn adapter này. Em nhắc lại đây là cục nguồn giải rộng và nguồn automatic. Thì thứ nhất là cái đầu điện áp mà đầu vào này thì nó sẽ tăng giảm, hoặc là nó sẽ ở cái vực điện áp được giải rộng từ độ ở đây em sẽ nhìn nó rơi vào 100 đến 240V. Đấy, khu vực điện áp từ 100 giải đầu vào từ 100 đến 240V. Đấy, đầu vào cắm đây này. Đấy, thì nó có thể thay đổi là thấp hay cao. Nhưng mà cái đầu ra ở đây các bác nhé, đầu ra thì nó sẽ luôn ổn định ở 12V các bác nhé. Luôn ổn định ở 12V. Tại vì cái nguồn là nguồn automatic. Thành ra là cái bộ mic này thì các bác có thể là sẽ sử dụng ở nhiều khu vực khác nhau. Ví dụ các bác có thể sang nước ngoài những cái khu vực sử dụng điện áp 100V thì các bạn sử dụng được. Đấy là những cái bộ mic này, cái đầu thu này và cái cục nguồn adapter. Và đây là cái dây mà truyền tín hiệu 6 ly 2 đầu sẽ truyền tín hiệu tiếng từ cái đầu thu mic xuống cái hệ thống âm thanh của chúng ta. Tay mic ở đây thì nó rất là chắc chắn các bác nhé. Ở đây thì nó sẽ có đèn, ở trong cái này thì nó sẽ có thông báo về tần số, cái lượng pin này. Đấy, và cái mic này thì nó cũng có đầy đủ tất cả những cái chế độ đời cao bây giờ, ví dụ như là chế độ tự ngắt chờ này, tự ngắt gia tốc đều có hết, chế độ tiết kiệm pin đều có hết. Đấy, và đây là cái bên trong cái tay mic này là nó sẽ sử dụng cái pin thông thường nhất bây giờ, đó là pin 2A các bác nhé. Cái pin này thì các bác mua ở đâu cũng có cái pin này. Và cái nữa là cái pin này thì các bác có thể là sử dụng cái pin sử dụng một lần, hoặc là các bác mua những cái pin sạc thì sẽ dùng nó sẽ tốt hơn. Đấy, những cái pin sạc có nghĩa là các bác sẽ hát hết pin thì các bác sẽ bỏ pin ra sạc. Đấy.
thương hiệu là DB Acoustic. Mã của con này là con 450 hai la mã các bác nhé. Ở đây thì em sẽ cắm cái đường tín hiệu cũng như là cắm nguồn vào. Ở đây thì qua em quay qua cái phần mặt trước của con vang này. Mặt phần trước ở đây thì các bác sẽ thấy là cái thương hiệu là DB Acoustic và mã dưới là con 450 hai la mã. Ở đây thì sẽ có một số những cái phím ấn chức năng. Thứ nhất đây là cái phím âm lượng, là tăng giảm âm lượng này. Còn đây là các bác sẽ có thể dò tần số và một số những cái chế độ setup ở đây. Đặc biệt là các bác sẽ nhìn ở đây nó có chữ echo các bác nhé. Có chữ echo. Thì ngay bản thân ở trên cái bộ mic không dây này thì nó sẽ có cái chế độ là tạo cái tiếng echo cho mic. Thế thì trong cái trường hợp mà các bác sử dụng những cái hệ thống mà âm thanh mà bị nó không có cái đường echo, có nghĩa là các bác sử dụng những cái con vang nó bị hỏng cái đường echo, hoặc là các bác sẽ lắp vào những cái âm ly mà nó hỏng cái đường echo ấy, thì các bác sẽ lấy ngay cái phần echo ở trên cái hiệu ứng echo ở trên cái bộ mic này. Đấy, thì cái bộ mic này nó tích hợp luôn cái hệ thống echo ở trên cái hệ thống mic của chúng ta, thì nó rất là tiện lợi trong quá trình chúng ta sử dụng. Đấy là kênh A, và kênh B thì cũng tương tự như vậy, thì cũng có một số những cái phím ấn chức năng như kênh A. Và ở trên cái mặt hiển thị ở đây chúng ta sẽ có những cái cột sóng này, thông báo là trạng thái thái bật này, và chế độ là thông báo là cái mức âm lượng cũng như là tần số trên cái hệ thống âm thanh của chúng ta. Ở đây thì là cái mức cái nút này là nút thông báo trạng thái nguồn các bác nhé. Các bác sẽ ấn giữ để tắt hoặc là ấn giữ để bật. Phần phía trên này là cái tem mã quét QR của DB Acoustic cũng như là phần cào để các bác kích hoạt bảo hành điện tử. Phần ở đây thì là các bác sẽ thấy là sẽ có cái logo của DB Acoustic sẽ dập chìm ở trên cái phần lóc ở phần sản phẩm. Phía sau sản phẩm ở đây thì sẽ có hai cái dấu anten. Cái nữa là đường tín hiệu ra thì các bác có thể là sử dụng rắc calon riêng rẽ cho hai cái vế mic, hoặc là các bác sẽ sử dụng chung cho hai mic bằng cái rắc 6 ly ở đây. Còn đây là cái nguồn điện cung cấp cho cái đầu thu để hoạt động. Đấy là phía đằng sau. Ở đây thì em sẽ thử cho các bác cái phần chất âm của con này các bác nhé. Cái con này thì nó rất là tiện ở cái chỗ là chúng ta sử dụng ở đây là chúng ta sẽ có cái phần echo, tạo hiệu ứng echo ngay ở trên cái đầu thu của cái mic này. Đấy, rất là tiện trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng những cái hệ thống mà nó bị hỏng ở phần echo, thì chúng ta sẽ sử dụng echo ngay ở trên cái phần cái bộ đầu thu mic này. Các bác nghe cái phần chất âm không? Thì thưa các bác là với cái bộ mic này thì đầu tiên đó là cái tiếng tép, tiếng sáng của mic rất là rõ, rất là sáng tiếng, và cái độ nhạy của mic nó rất là cao. Cái nữa là cái phần tiếng bass thì nó rất là ấm tiếng và tiếng nó rất là mềm. Và cái phần hiệu ứng của tiếng mic khi mà sử dụng cái trên hệ thống con vang KM330 thì nghe cái phần chất âm ở đây cũng rất là ok các bác nhé. 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7 1 2. Nhắc lại các mic không dây của DB Acoustic, và mã sản phẩm của con này là con 450 hai la mã. 6 7 1 2. Anh ra thử âm này. Không thử à? Đây là một đơn hàng của bác khách, bác ấy qua cửa hàng, một người khách quen cũng qua cửa hàng rất là nhiều lần, lấy đồ rất là nhiều lần các bác nhé. Bộ mic không dây dòng cao cấp của DB Acoustic, mã của nó là 450 hai la mã các bác nhé. 6 7 7 1 1 2. 6 7 7 1 1 2. 6 7 7 1 1 2. Thì khi mà chúng ta thử cái phần chất âm của mic thì cái việc mà hát hay hay là hát không hay thì nó lại tùy thuộc vào cái người hát nữa. Còn khi mà chúng ta thử mic thì đầu tiên đó là cái việc đòi hỏi đầu tiên đó là mic nó phải nhạy. Thì khi cái độ nhạy của mic nó cao thì khi chúng ta hát thì nó dễ hát nhất, là hát nó nhẹ nhàng nhất, chúng ta không phải gằn giọng lên, chúng ta không phải tốn hơi tốn sức. Đấy, thì đó là cái độ nhạy của mic. Tiếp đến là cái phần chất âm của mic thì chúng ta đánh giá nó có gồm có cái phần chất tiếng tép phải sáng, phải rõ, và tiếng ấm là tiếng bass, nó phải tiếng nó ấm và nó không bị vỡ tiếng. Khi chúng ta hát to lên cao giọng thì nó không bị vỡ tiếng, không bị xé tiếng. Thì đó là một cái bộ mic tốt. Và cái nữa là về cái mức sóng các bác nhé. Mức sóng thì với cái con này thì em đã có rất nhiều những cái bài test rồi, thoải mái cho các bác, cả những cái bác anh em đi làm sự kiện thì cũng mức sóng cũng thoải mái luôn. Thứ nhất là sóng rất là xa, với thứ hai là chạy rất là ổn định. Đấy, thì cái dòng mic này thì các bác thấy ở trên thị trường, những anh em bán thiết bị âm thanh thì rất nhiều anh em bán cái dòng sản phẩm mic này. Đấy, đặc biệt là cái mã 450 thì rất nhiều anh em bán, vì cái con này nó tích hợp rất là nhiều chế độ trên cái mic này, trên hệ thống này, đặc biệt là nó có cái chế độ echo.
Trong trường hợp là chúng ta kết hợp những cái hệ thống khác mà không có echo hoặc là echo kém thì chúng ta sẽ sử dụng ngay cái phần hiệu ứng echo ở trên cái đầu thu mic này. Đấy, nó rất là tiện dụng của chúng ta. Alo 6 7 1 1 2. Alo 6 7 1 1 2. Alo. Trong cái phần tiếng khi mà em alo thì các bác sẽ nghe thì cái phần mà tiếng sáng, tiếng rõ đấy, nó rõ tiếng và nó sáng tiếng, và thứ hai là tiếng ấm nó rất là tốt. Và cái nữa là các bác sẽ nghe cái phần hiệu ứng thì nó rất là mềm các bác nhé. Alo, alo, 6 6 6. Alo, 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 alo. Khi mà em chữ 6 có nghĩa là các bác sẽ nghe cái phần tiếng kép, tiếng lời nó rất là rõ. Và tiếng alo có nghĩa là tiếng lô, là tiếng bát các bác nhé. Alo, 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 6 7 7. Alo, alo, 6 7 7. Alo, alo, 6 7 7. Alo, alo. Ok, thì em cũng xin ngừng cái video đây. Thì đây là một cái video test rất là nhanh cái sản phẩm này, thì có các bác khách bác qua cửa hàng. Đấy, thì sản phẩm đã hoạt động ok và cái chất âm rất là hay. Em nhắc lại cái sản phẩm nào là bộ mic không dây đến từ thương hiệu là DB Acoustic, và mã sản phẩm là con này là con 450. Và giá thành của sản phẩm thì em sẽ để ở phần bình luận của video các bác nhé. Đấy, giá thành của sản phẩm thì em sẽ để ở bình luận ở video. Giá thành thì là để công khai nhiều bác này, và tại sao ở trong video này không công bố giá luôn, vì thưa các bác là giá thành của sản phẩm thì nó sẽ, em làm cái video này quảng cáo trong thời gian dài, và trong thời gian dài thì giá nó có thể là lên hoặc xuống và nó sẽ thay đổi theo thời gian. Thì các bác quan tâm về giá thì các bác sẽ để ý hộ em cái phần bình luận của video, em sẽ để cái giá công khai ở dưới phần bình luận các bác nhé. Em xin ngừng cái video tại đây, cảm ơn các bác, em xin chào các bác ạ.